quả là chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa cho bà đó, mà bà ấy thì phải đi ra vệ sinh bên kia, xin được gửi cho người nhà của bà nha. Rồi 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 rồi, tặng cho người nghèo. Con chào cha. Dạ. Ơn của con gái con là đầu năm 2018 vừa qua là con bị nhiễm trùng đường ruột, gọi là không có cái khả năng để mà cứu chữa. Nhưng mà con nhắn tin cho cha và con cầu nguyện lòng thương xót thì là con đã được khỏi bệnh và mạnh khỏe, kể cả bệnh tim cũng thế, mạnh khỏe. Còn cái ơn thứ hai nữa là con tên gì? Con tên là Anna Nguyễn Thị Giang, 18 tuổi. Còn vừa rồi thứ sáu vừa rồi là con đưa một bà hàng xóm đến là người ngoại đạo mà đảng viên. Bà trước con nói thì cũng không tin, mà giờ con nói đến lòng thương xót thì bà tin. Bà bị dịch tràn vào phổi và suy tim nặng và suy thận nặng. Có nghĩa là một đêm là cứ phải đi liên tục là tiểu. Nhưng mà vừa rồi con cũng giới thiệu bà đến với lòng Chúa thương xót, và hôm vừa rồi chị em con cũng đưa bà đến, cha đặt tay cầu nguyện là bà đã, hôm thứ ba vừa rồi bà đi khám, bà đã hết, không còn bệnh gì nữa. Và còn bà, con cũng không hỏi là tên là Lâm ạ, bà Ba, gọi là bà Ba Trung ạ, ở cạnh ở con ở Gò Vấp, con là người Bắc đi làm ăn, có một tí xíu này con đến để cho người nghèo ăn Tết ạ. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Hallelujah. Và thưa anh chị em, bây giờ xin mời ca đoàn cùng với tất cả anh chị.